Cách để vượt qua tình trạng không có người yêu Bạn có phải là một trong những người cho rằng không thể sống nếu không có người yêu? Có lẽ bạn đã từng yêu trong thời còn đi học và gần đây đã chia tay hoặc bạn chưa từng có mối quan hệ nghiêm túc nào và đang băn khoăn tự hỏi tình yêu đích thực là gì? Chưa biết đúng hay sai nhưng độc thân cũng rất tuyệt hãy học cách tận hưởng cuộc sống độc thân của bạn Phần 1 Sống vui vẻ một, theo đuổi sở thích. Tất cả mọi người, cho dù là độc thân hay không, cũng đều cần những thú tiêu khiển sáng tạo để giảm căng thẳng, đem lại cảm giác hạnh phúc và gắn kết với những người xung quanh. Mối quan hệ có thể bị tổn hại vì con người thường đắm chìm trong chúng ta mà quên đi tôi. Hãy thêm gia vị cho cuộc sống độc thân bằng cách dành thời gian để làm những việc mà bạn thích như làm thủ công, treo thuyền hoặc sáng tác thơ. 2. Tham gia các sự kiện văn hóa ở nơi bạn sống. Ai bảo độc thân thì sẽ bỏ lỡ niềm vui, hãy ra khỏi nhà và tận hưởng các sự kiện ở nơi bạn sống hoặc khu vực lân cận. Bạn có thể lên kế hoạch cùng những người bạn tham gia buổi hòa nhạc hoặc sự kiện âm nhạc. Xem múa ba lê, nhạc kịch hoặc triển lãm tranh thật sự rất tốt cho bạn. Nghiên cứu cho thấy việc tham gia sự kiện văn hóa sẽ giúp bạn có sức khỏe và tâm trạng tốt. 3. Học cách tận hưởng sự độc thân. Nếu đã có mối quan hệ tình cảm trong nhiều năm, bạn sẽ không quen với việc ở một mình. Bạn cũng sẽ ghét phải ở một mình. Mặc dù việc dành thời gian cho người khác rất quan trọng, nhưng những khoảng thời gian ở một mình cũng là một phần quan trọng trong sự phát triển cá nhân. Do đó, hãy đọc sách, xem phim hoặc ngồi trước sân ngắm cảnh hoàng hôn. Dành 5 đến 10 phút mỗi ngày để ngồi một mình và ngẫm lại các suy nghĩ, cảm giác và ý kiến của bạn trong ngày. Nếu việc ở một mình làm bạn không thoải mái, hãy viết lại trải nghiệm đó. Tại sao nó lại khó khăn với bạn như vậy? Có điểm gì về việc ở một mình mà bạn chưa thích? 4. Hiểu rõ lợi ích của tình trạng độc thân. Bỏ qua suy nghĩ độc thân là tồi tệ. Không có người yêu là một sự lựa chọn, cũng như chọn nơi ở và công việc. Bạn có thể tận hưởng cuộc sống độc thân một cách trọn vẹn, bất kể là tạm thời hoặc lâu dài. Sau đây là một số lợi thế mà người độc thân đang có. Có khả năng theo đuổi đam mê và sở thích, không bị gò bó, không cần phải phối hợp cùng một người khác. Được tìm hiểu rõ những gì bạn muốn trước khi bắt đầu một mối quan hệ, được tự do sống cuộc sống của bạn, có thể hẹn hò thông thường nếu bạn muốn. Phần 2: Vượt qua sự cô đơn. 1. Xây dựng mối quan hệ thân thiết. Bạn không có người yêu nhưng bạn có thể đầu tư cho mối quan hệ bạn bè và người thân đặc biệt là khi bạn còn trẻ mối quan hệ tình cảm thường không bền vững nhưng gia đình và bạn bè sẽ ở cạnh bạn suốt đời bạn không nhất thiết phải có mối quan hệ mới có cuộc sống hạnh phúc tuy nhiên bản chất con người luôn muốn thuộc về hoặc được gắn bó vì vậy hãy đầu tư thời gian và nỗ lực cho những mối quan hệ thân thiết để khi một khi bắt đầu mối quan hệ tình cảm bạn sẽ có cái nhìn và mong đợi tích cực nếu bạn luôn biết nuôi dưỡng các mối quan hệ vốn có. 2. Nuôi thú cưng. Nếu bạn đang độc thân và sống một mình, sự cô đơn sẽ càng thêm khắc nghiệt. Hãy tìm kiếm sự cân bằng trong việc ở một mình và ở cùng người khác để không làm cho bạn bất mãn. Khoa học cho biết những người sống một mình, đặc biệt là người lớn tuổi sẽ có tỷ lệ đột tử cao. Một chú cún hoặc mèo mềm mại dễ thương là một người bạn tuyệt vời để cùng xem phim vào buổi tối. Hơn nữa, người nuôi thú cưng thường sẽ mạnh khỏe và hạnh phúc hơn. 3. Hiểu rằng chỉ có bạn mới có thể xác định giá trị của bản thân. Không có người yêu không có nghĩa là bạn bị bỏ rơi hoặc không đáng được yêu. Đôi khi người ta sai lầm trong việc dùng tình trạng mối quan hệ để xác định giá trị của bản thân. Suy nghĩ tôi không là gì cả khi không có bạn trai sẽ khiến bạn cho rằng bản thân không có giá trị khi độc thân hãy tránh điều đó bằng cách tự nhủ rằng bạn xứng đáng với tình yêu sự tôn trọng và một cuộc sống tươi đẹp bồi đắp các điểm mạnh của bản thân bạn có thể làm gì để giúp cuộc đời và những người xung quanh hãy viết ra những phẩm chất tốt của bạn và dán nó lên gương hoặc lên tường để bạn có thể thấy mỗi ngày bạn cảm thấy khó khăn khi đánh giá những phẩm chất tốt của bản thân Vậy thì bạn hãy hỏi một người bạn thân hoặc người thân về những điều mà họ ngưỡng mộ ở bạn. 4. Đừng nghĩ bạn cần phải có ai đó vì bạn bè đều đã có người yêu. Khi bạn độc thân và mọi người xung quanh đều có đôi có cặp, bạn sẽ dễ dàng cho rằng một mối quan hệ là điều mà bạn cần phải có. Đừng nghĩ vậy, mối quan hệ tình cảm cần nhiều nỗ lực, thỏa hiệp và gắn bó. Những điều này không hề dễ, nếu bạn chưa sẵn sàng đối mặt Đừng để sự ghen tị hoặc nỗi sợ đẩy bạn tìm đến một mối quan hệ để không bị lẻ loi. 5. Mở rộng các mối quan hệ. Nếu tất cả bạn bè của bạn đều đã có người yêu và bạn cảm thấy mệt mỏi vì luôn phải làm kỳ đà, vậy thì tốt nhất bạn nên đi chơi cùng những người bạn độc thân khác. Điều này không có nghĩa là bạn phải từ bỏ các mối quan hệ đã có, mà là bạn sẽ có khoảng thời gian vui vẻ bên những người trẻ độc thân cố gắng bắt chuyện với những chàng trai hoặc cô gái khác ở trường học hoặc chỗ làm. Thỉnh thoảng nếu có người mời bạn đến sự kiện mà bạn hoặc nhóm bạn thường ít lui tới thì hãy đồng ý. Việc dành thời gian với nhiều người độc thân sẽ giúp bạn nhận ra rằng không bị ràng buộc tuyệt vời thế nào. Phần 3. Tập yêu bản thân một Hẹn hò với bản thân việc hẹn hò thông thường sẽ cho bạn cơ hội để hiểu tính cách yêu ghét ước mơ và suy nghĩ của người kia hiểu biết về người khác sẽ giúp xây dựng tình cảm do đó hãy hẹn hò với chính mình để hiểu rõ về bản thân và bắt đầu cuộc hành trình hoàn thành ước nguyện mà không cần có sự xuất hiện của người khác bạn có thể hẹn hò bản thân bằng cách thử ăn ở các nhà hàng mới đi xem phim một mình tham gia một khóa học mới du lịch một mình và mua cho mình một món quà nhỏ hoặc hoa Điều này sẽ củng cố ý niệm rằng chúng ta phải yêu bản thân trước khi thật sự yêu ai đó. 2. Vượt qua căng thẳng. Những người đang yêu thường mắc kẹt trong việc làm hài lòng người yêu mà quên đi bản thân. Sự bỏ bê này tồi tệ hơn việc chia tay gấp 10 lần. Vượt qua và sống tốt với tình trạng độc thân cũng đồng nghĩa là phải chăm sóc tốt cho bản thân. Hãy xác định những điều trong cuộc sống làm cho bạn căng thẳng và xoa dịu nó bằng những phương pháp lành mạnh tập chăm sóc bản thân để chống lại căng thẳng trước khi nó gây nguy hại đến sức khỏe của bạn. Hàng ngày hoặc hàng tuần thực hiện các hoạt động mà bạn thấy thư giãn. Gọi điện thoại cho bạn bè, mát xa, đi dạo và đọc sách là những cách tích cực giúp bạn kiểm soát căng thẳng. 3. Vận động thể chất. Lời khuyên này không nhằm mục đích khuyên bạn giảm cân để trả thù người yêu cũ hoặc để tìm người yêu mới. Tập thể dục thường xuyên là một phần cần thiết để có sức khỏe tinh thần và thể chất tốt. Bên cạnh đó bạn sẽ cảm thấy tốt hơn, hình thành sự liên kết với người khác và củng cố sự tự tin khi tập luyện. Hình thành thói quen bao gồm ít nhất 5 buổi tập, mỗi buổi 30 phút hàng tuần với các bài tập aerobic như chạy bộ, đạp xe hoặc khiêu vũ. Thêm vào đó là ít nhất hai lượt tập rèn luyện sức mạnh mỗi tuần để có sức khỏe tốt. 4. Ăn uống khoa học cũng như việc tập luyện để chăm sóc bản thân, bạn cũng nên lưu ý đến thực phẩm mà bạn ăn vào. Hãy cung cấp cho cơ thể nhóm thực phẩm cân bằng gồm có rau củ, hoa quả, chất đạm ít béo, ngũ cốc nguyên cám và sản phẩm từ sữa ít béo. Bạn nên ăn từ 3 đến 5 bữa mỗi ngày. 5, ngủ đủ giấc. Tập yêu bản thân còn bao gồm việc đi ngủ đúng giờ để bạn có từ 7 đến 9 tiếng nghỉ ngơi mỗi đêm. Khi độc thân bạn có thể bận rộn với những cuộc vui và hình thành thói quen thức khuya rồi ngủ vùi vào hôm sau. Tuy nhiên bạn nên nhớ rằng ngủ đồ giấc là rất cần thiết cho sự tập trung, trí nhớ, tâm trạng và cân nặng. Hãy đi ngủ đúng giờ mỗi đêm và thức dậy cùng thời điểm mỗi ngày để có sức khỏe tốt.